Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình sẽ cập nhật lại dự án các bạn claim 1.500.000 token wallet swap này các bạn. Thì dự án này hiện tại nó đã ra một cái app trên Sidley hoặc là Bosso các bạn. Thì đây là một cái ví di động đang phát triển này các bạn. Thì nó sẽ cho các bạn swap chạy trên nền tảng Binance Smart Chain và Ethereum nữa bạn. Thì nó cũng tương tự như những cái ví như là Chocolate hoặc là Safiban này nọ rồi các bạn. Nó cho các bạn swap nha các bạn. USDT Connect này nọ. Ồ, dự án này khá là tiềm năng đó bạn. Thì hiện tại dự án này nó có chương trình airdrop Go 2 cho các bạn claim. Thì các bạn vào cuộc claim nha các bạn. Thì Go 1 mình đã claim 2 ví, được bao nhiêu token để mình tìm các bạn, phan các bạn. Nè các bạn, mình đã được 10.500 triệu token wallet swap nè các bạn. Thì mình claim tiếp tục nha các bạn. 10.000 để mình chụp màn hình để coi mình claim nó có về nữa không nha các bạn. Rồi các bạn chờ dục đáp nè. Các bạn dán cái phần link với mô tả với video của mình nha bạn. Cái link wallet swap chấm sai các bạn. Thì hiện tại sau khi các bạn dán vào thì các bạn có thể vào đây các bạn download hoặc là click phần link mình download, nó hỗ trợ trên hai hệ điều hành Google Play và Apple Store luôn các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần, hiện tại nó còn trong chương trình bán hàng free sale nữa các bạn. Hiện tại bán free sale Go 1 nó sẽ end vào 3 ngày nữa các bạn. Thì các bạn nào muốn mua thì các bạn nhấp vào đây các bạn mua các bạn. Thì mình mua tối thiểu là 0.01 BNB quá. Rồi, các bạn mình mua là 0.01 BNB thì các bạn sẽ nhận được 40 triệu token BKEP wallet nha các bạn. Thì dự án này khá là tiềm năng đó các bạn. Các bạn nào có khả năng thì các bạn buy nha các bạn. Hiện tại trên PancakeSwap nó khóa thành khoản, các bạn mua không có được nhiều đâu các bạn. Thì để claim được 1.500.000 token wallet swap thì các bạn cần phải là nhiệm vụ đầu tiên các bạn verify từ Twitter mình nè. Các bạn nhấp vào người ta các bạn. Rồi vậy trước kia mình đã follow rồi các bạn. Thì các bạn việc điền username của mình vào thôi các bạn. Đầu tiên là username từ Twitter của mình cộng win VNN9, các bạn không cần follow cần join gì đâu. Tiếp tục các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nữa. Cộng anh 1133 đi các bạn. Và để qua Telegram mình coi. Rồi các bạn bấm claim airdrop thôi các bạn. Các bạn bấm Very nè. Rồi bấm Very cái nữa các bạn. Rồi các bạn bấm claim nghe tất cả các bạn. Rồi các bạn sẽ tốn phí ra là 0.0003 BNB của khoảng 0.08 USDT các bạn, khá là rẻ luôn các bạn. Rồi các bạn nó chờ nó xác nhận blockchain chút xíu nha các bạn. Ok, như vậy mình đã về được là 1.500.000 token wallet swap này nha các bạn. Gõ gàng nè. Thì mình đã chụp màn hình cho các bạn xem hồi nãy 10.500 giờ 12.000 nữa các bạn. Thì các bạn vào đây, các bạn tải app vào đây. Các bạn tải app, các bạn chạy nghiệm app luôn nha các bạn. Ok, như vậy video mình cũng đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop claim 1.500.000 token wallet swap đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Có gì mình cập nhật sau thông tin tiếp theo cho các bạn, gì mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé. Chào ngon.